Bài toán số 3 này nó thuộc lớp bài toán là cho n và dãy A1, A2, AN. Hãy chọn ra hai phần tử thỏa mãn điều kiện hoặc là chọn ra ba phần tử thỏa mãn điều kiện. Thì bài này ta sẽ lấy cái tư tưởng của cái giải thuật sắp xếp nổi bọt thì ta sẽ thực hiện theo cái thuật toán sau đây. Thuật toán của ta là theo tư tưởng của thằng sắp xếp nổi bọt mà. Thì ta sẽ làm như sau. Ta sẽ thực hiện cái công việc for y chạy từ 1 cho đến n. Đề bài người ta yêu cầu là y phải nhỏ thua z nên thầy sẽ for cho tới n trừ 1 theo kiểu giải thuật sắp xếp nổi bọt. Kế tiếp, thầy for z chạy từ lớn hơn y thì về thì ta cho chạy từ y cộng 1 cho tới n. Như vậy với hai vòng for như trên. Với hai vòng for như trên thì ta đã giải quyết được cái điều kiện đầu tiên, đó là y nhỏ thua z. Bây giờ điều kiện ta cần xét đó là nếu ai lớn hơn az, nếu ai lớn hơn az thì đề bài người ta yêu cầu là số lượng. Như vậy là mình phải đếm thì mình INC thằng red lên. Red ban đầu khởi tạo bằng 0 trước cái vòng for này nhá. Ta khởi tạo red bằng 0 ở đây. Sau vòng for này ta thu được red là số lượng, số dãy nghịch thế. Vậy thì mình đưa thằng red ra. Bài này yêu cầu là nhập n và dãy A1, A2, AN. Trong đoạn chương trình chính các bạn chỉ cần thực hiện mỗi công việc như trên để thực hiện đưa được thằng Z ra. Vậy tư tưởng của lớp cái lớp bài toán này đó là lớp bài toán là hãy chọn một số các phần tử như đề thi học sinh giỏi thành phố năm ngoái có câu cho n và dãy A1, A2, AN hãy đếm số cặp AI cộng AZ bằng K. Hôm trước lại có một bài là cho n và dãy A1, A2, AN hãy đếm số cặp AI trừ AZ bằng K. Đấy. Ở bài này thì cho dãy này hãy đếm số cặp AI lớn hơn AZ. Vậy tư tưởng chung của nó và cách làm chung của nó đó chính là ta for sắp xếp nổi bọt như thế này. For kiểu for đuổi. Nếu cho chọn ra hai phần tử thỏa mãn điều kiện thì các em for y for z. Nếu cho ba phần tử thì các em for thêm thằng k nữa. For y chạy từ 1 đến n trừ 2, for z chạy từ y cộng 1 cho đến n trừ 1. For k chạy từ z cho đến n. Nếu thỏa mãn điều kiện thì cập nhật thằng z. Đấy. Vậy thì đó chính là cái bài toán số dãy nghịch thế nào. Thế này, rồi xin mời các bạn.